Chào bạn, mình là Nam Thành. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn một cái phần mềm có thể chuyển văn bản thành giọng nói ha, bạn có thể chuyển đổi không giới hạn luôn. Và điều đặc biệt là phần mềm này hoàn toàn miễn phí ha. Mình sẽ để link của phần mềm ở phía bên dưới cái video này. Bạn nào cần á thì các bạn có thể ờ uh, click vô link bên dưới để tải về ha. Rồi đầu tiên á, bạn click vào link bên dưới, sau đó bạn bấm vô cái nút tải xuống để tải phần mềm về. Tải phần mềm xong á thì bạn hãy vào cái thư mục để bạn giải nén ra nha ví dụ như ở đây mình đây mình sẽ xóa cái phần uh, phần cũ đi để mình giải nén ra cho bạn xem nè rồi mình sẽ giải nén ra và mình sẽ bấm ok giải nén xong á thì nó sẽ có một cái thư mục màu vàng ở đây nè bạn bấm vào và bạn bấm tiếp vào ha thì ở đây nè bạn thấy á, có một cái biểu tượng mặt cười ở đây bạn uh, mở lên cho mình ha ngoài ra thì bạn có thể uh, scan tu uh, Send cái page uh, này scan cái laptop ha bạn bấm chuột phải scan tu uh, desktop thì ở phía bên ngoài á nó sẽ hiện ra cái biểu tượng như thế này ha là thành công và đó các bạn rồi lúc nãy mình đã mở cái phần mềm này rồi cho nên á uh, đợi khoảng 3 giây thì nó sẽ hiện ra cái giao diện này cho mình ha hiện ra giao diện này xong á uh, bạn bấm tiếp cho mình tổ hợp phím Ctrl Shift D Ctrl Shift D Nó sẽ hiện ra một cái bóp up Phần mềm nhỏ như thế này ha à, Đây à, Thực ra nó cũng không nhỏ đâu à, Như thế này ha Rồi à, Mình sẽ Ở đây nó sẽ có ba cái phần Một là test Hai là test file Và ba là subtitle Có nghĩa là gì Test ở đây đó, có nghĩa là văn bản Mình có thể copy một cái văn bản nào đó Ở trên mạng mình đưa vô ha Ý. ví dụ như ở đây mình sẽ copy cái văn bản ở đây và mình có thể dán nội dung vào đây cho nó đọc ha. rồi ở đây á nó mặc định sẵn là Việt Nam y nè là tiếng Việt á thì bạn có thể sử dụng rất là nhiều giọng đọc một là Google hay ở Google một Google hai hoặc là Google lao á bạn cần phải nhập cái mã API vô đây. À, nếu như bạn không muốn gắt gói á thì các bạn chỉ cần sử dụng Google à, những những giọng có sẵn mà không cần phải dùng đến abi ha đó thì giọng này có sẵn nè giọng này có sẵn giọng này thì không giọng này thì không luôn ha đó giọng này cũng ổn nè ha giọng này thì nó không hỗ trợ tiếng việt nhưng mà cái giọng mà mình thường sử dụng nhất á là cái giọng là youdow nha các bạn các bạn chọn ở đây nè rồi ở đây á các bạn à, muốn lưu nó thì các bạn có thể đã bấm vô cái phần save ở đây nha mình sẽ bấm Vô cái phần save ở đây File name Tức là tên của cái file này á Nó bạn cần phải đặt tên cho nó nha Thì tên ở đây mình sẽ Sẽ đặt đơn giản như thế này thôi mình Sẽ copy cái tên ở đây Và mình sẽ vào cái phần này mình đặt tên uh, Cho nó Rồi sau đó mình bấm save Đó thì nó đang Chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói cho mình. Bạn đợi một chút ha. Rồi khi chuyển xong á. Nó sẽ có một cái thông báo ở đây ha. À, thì lúc nãy nó đã thông báo rồi. Nhưng mà mình quên quay ghi lại màn hình ha. À, các bạn có thể vào cái trang download lúc nãy. Để bạn xem ha. Rồi download ở đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang này. Để mình uh, xem cái uh, uh, file âm thanh ở đây nha. Nó nằm trong cái thư mục Đại học Harvard từng công bố kết quả một nghiên cứu kéo dài 30 năm với người Mỹ ở nhiều tầng lớp xã hội, từ lao động tới thượng lưu. Theo đó, ảnh hưởng vị thế của cha mẹ tới thế hệ sau vượt xa những gì chúng ta tưởng. Ảnh hưởng này đến từ nhiều yếu tố, không chỉ về tiền bạc mà còn bao gồm độ bền vững của hôn nhân, khả năng cảm thông, mạng lưới xã hội và hiểu biết của cha mẹ. Một kết quả đáng chú ý nữa là điều kiện gia đình ảnh hưởng lớn tới khả năng tốt nghiệp đại học của một người. Nếu bạn lớn lên trong gia đình thu nhập cực thấp, thì dù bạn có đạt điểm tốt khi học cấp 2, cơ hội bạn tốt nghiệp đại học ít hơn hẳn so với những ai điểm thấp nhưng sống trong gia đình thu nhập cao. Ngoài ra, bố mẹ càng có trình độ giáo dục cao thì sẽ càng khích lệ con cái học cao hơn. Đại... Bạn thấy là cái giọng này rất là hay, đúng không? rồi bây giờ mình sẽ vào vào lại cái phần mềm này nè rồi mình sẽ chọn cái phần test file ở đây thì thay vì bạn copy bạn dán vô đây thì bạn sẽ phải thêm cái file mà bạn đã có sẵn trên máy tính nha ví dụ như ở đây mình đã có sẵn cái file này để thử thì thật ngay cái nội dung lúc nãy nó cũng giống hệt thôi nhưng mà mình làm cho các bạn demo cho các bạn xem này nha. Đó thì mình sẽ bấm vô cái phần add file ở đây và mình sẽ ra cái phần là desktop, mình bấm vô cái phần là thử và sau đó thì mình cũng bấm lại là, là save để mình lưu cái file hết các bạn. À, bạn có thể bấm vào cái phần là à, lưu cùng với cái thư mục ha. Lưu cùng với cái vị trí thư mục, có nghĩa là nó sẽ lưu trong ổ đĩa C ổ đĩa download ha và bạn có thể chọn cái định dạng nè thường thường á người ta sẽ chọn định dạng quay mp3 à, tất cả những cái định dạng này là định dạng file âm thanh thôi nhưng mà bạn nên chọn file mp3 ha tại vì quay mp3 là file phổ biến nhất đó rồi sau đó bạn cũng nhắn vô cái phần là save nha rồi có một cái tính năng rất là hay mà mình rất là thích luôn à, thích nhất trong ba cái này luôn đó là tải phụ đề ha rồi bây giờ mình sẽ tải phụ đề nè rồi mình sẽ lên cái trang uh, trang này đi thì uh, trang trái đất cái trang này rất là nổi tiếng rồi thì uh, để biết coi á cái video này nó có phụ đề đã được người ta tạo sẵn chưa thì bạn chỉ cần nhấn vô cái bánh xe thấy cái phụ đề ở đây đúng không và bạn thấy cái chữ là tiếng việt thì đây chính là cái video đã có phụ đề và mình có thể tải phụ đề về mình up lên ha uh, up uh, tải cái phụ đề này về máy tính sau đó mình up ngược lên cái phần mềm này và bây giờ để tải phụ đề á thì bạn hãy copy cái link cho mình copy link, sau đó bạn vào cái trang có tên là download.com nha bạn dán cái đường link này vào rồi và bạn nhấn enter cho mình rồi um, cái trang này nó hơi uh, lỗi tí ha mình sẽ sang cái uh, trình duyệt khác để mình uh, tải về Ví dụ như cái trình duyệt này đây. Bạn vào máy tính của bạn thì nó sẽ bình thường thôi. Đào sub chấm tờ nha. Dán cái đường link này vào. Sau đó nhấn Enter. Rồi mình sẽ tải nội dung à, tiếng Việt về nha. Các bạn thấy nè. SRT là cái định dạng file phụ đề nha. Bạn bấm vô đây cho mình nè đó thì bấm vào đó thì cái file phụ đề á nó sẽ được tải về ở đây và cái file phụ đề này á nó đã nó đã được tạo rất là hoàn thiện hết các bạn tức là nó đã đúng cái cấu trúc về ngữ pháp về chính tả hết rồi đó thì uh, cái người dịch là vi phan nè cái người đánh giá là như phạm nè thì hai cái này á nó thừa đãi cho nên là mình sẽ xóa đi. Tại vì nếu như mà bạn đưa vô cái phần mềm á thì nó sẽ đọc tên của hai người này luôn ha. Nhưng mà đọc tên hai cái người này á nó không cần thiết. Rồi mình mình chỉ cần đọc nội dung thôi. Đó rồi bây giờ mình sẽ bấm tắt và mình lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại phần mềm nè và mình chọn ở cái mục là subtitle mình sẽ add cái file vô. Rồi mình sẽ chọn cái file phụ đề lúc nãy nha. Chọn file Open ở đây, rồi tiếp theo đó mình sẽ uh, lưu lưu trữ nó ở đây, rồi mình sẽ đã... nè các bạn thấy nè, uh, hiện tại là nó đang ở ổ đĩa C đúng không? khi mình bấm vô đây nó có nghĩa là đưa cái audio này nè cùng với cái file giống với cái file phụ đề mà mình vừa tải lên, rồi sau đó mình sẽ chọn du ha, chọn Việt Nam Mi nó chọn sẵn cho mình hết rồi tiếp theo mình sẽ bấm vô cái nút save để cho nó chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói cho mình và điều đặc biệt á các bạn để ý này nha cái file phụ đề của chúng ta thường là lúc nào nó cũng sẽ có cái thời gian như thế này để cho nó căn chỉnh đúng cái uh, giọng nói và cái văn bản của chúng ta vậy thì khi mà đọc á nó sẽ không đọc cái số này đâu các bạn nó chỉ đọc cái chữ thôi nó hay ở chỗ đó ha rất là hay thì tí nữa mình sẽ cho bạn xem nè đó nó chuyển cũng ờ uh, khoảng mất khoảng vài phút thôi ha các bạn cố gắng đợi đi cái phần mềm này miễn phí mà đó các bạn thấy nếu như nó hiện cái thông báo vậy á là nó đã tải về thành công cho chúng ta rồi ha rồi bây giờ bạn thấy nè ở đây nè có cái file uh, âm thanh ở đây mình sẽ mở lên và mình nghe thử nha nước có mặt ở khắp mọi nơi, từ đất ẩm và đỉnh băng đến các tế bào trong cơ thể chúng ta, dựa vào các yếu tố như vị trí, hàm lượng mỡ, tuổi tác và giới tính. Một cơ thể bình thường có khoảng 55 đến 60% là nước. Khi mới sinh ra, trẻ em thậm chí còn chứa nhiều nước hơn. 75% là nước chúng có cấu tạo giống như cá. Hàm lượng nước trong cơ thể trẻ giảm xuống còn 65% khi chúng lên một. Vậy nước đóng vai trò gì trong cơ thể chúng ta? Và ta thực sự cần uống bao nhiêu nước để luôn khỏe mạnh? Phân tử H2O trong cơ thể bôi trơn và làm đệm đỡ cho các khớp. Điều hòa nhiệt độ. Đó, thì các bạn thấy đó, nó đọc cái file phụ đề rất là chuẩn luôn hả các bạn? Rồi, à, vậy thì các bạn muốn uh, dùng cái phần mềm này đó, thì bạn hãy tải miễn phí ở phía bên dưới nha. Rồi mình nói thêm về cái phần mềm InVideo, mình ứng dụng uh, cái uh, cái phần mềm này uh, kết hợp với cái phần mềm InVideo nha. Rồi bạn nhớ lúc nãy không? Lúc nãy mình có tải một cái file uh, âm thanh ở đây, cái âm, uh, file âm thanh này ha, nghiên cứu 30 năm á thì mình sẽ làm cho các bạn xem nè để uh, ứng dụng cho InVideo nha rồi bạn đợi một tí rồi để uh, làm được á uh, thì mình sẽ uh, đăng nhập vô cái tài khoản invideo io nha thì uh, như mình nói uh, bạn cần phải có tài khoản invideo premium thì bạn mới mới dùng được bạn hãy vào cái trang này để bạn đăng ký nha, invideo design khi đăng nhập xong á uh, bạn hãy vào cái trang là test tu video bạn bấm vô đây rồi bạn chọn đại một cái giao diện nào đó nha. Mình thường hay sử dụng giao diện này ha, mình bấm vào. Rồi mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ khung hình là 16:9 của YouTube á. Mình sẽ bấm vô use template ở đây. Rồi mình sẽ dán cái văn bản lúc nãy á. Cái văn bản lúc nãy là hai cái dòng đầu tiên này nè. Các bạn lúc nãy mình copy hai dòng đầu tiên này nha. Bạn có thể copy cả bài luôn nha, nhưng mà để làm cái nhanh á thì mình sẽ Demo hai cái phần này thôi rồi tiếp theo mình sẽ chọn vào cái phần free và premium không chọn vô cái phần high spot ha rồi các bạn chọn bấm vô creation cho mình nó hỏi là bạn có muốn sắp xếp lại không bạn bấm yes cho mình ha rồi ok mình sẽ uh, bấm vô creation ở đây để cho nó tạo cảnh cho mình tí nữa mình sẽ kết hợp cái file âm thanh với cái này nha các bạn Rất là hay luôn Tí nữa bạn xem bạn sẽ thấy Như vậy là nó đã tạo cảnh Và tạo văn bản cho chúng ta xong rồi Các bạn thấy nó rất là hay đúng không Nó có gợi ý cảnh Có gợi ý chữ cho mình nữa Nhưng mà nhiều tí cái cảnh nó sẽ không có liên quan Đến cái chủ đề này Cho nên bạn có thể tìm kiếm uh, văn bản Và hình ảnh ở đây để bạn thay thế Ví dụ như Người ta đang nói về vớt uh, thì các bạn có thể vào cái phần video và các bạn tìm kiếm cái từ Harvard để uh, nó hiện ra những cái video uh, liên quan đến trường Harvard cho bạn và bạn có thể uh, thêm vào ha ví dụ như ở đây mình sẽ tìm kiếm cái từ là Harvard rồi mình sẽ bấm vô đây rồi bây giờ nó sẽ tìm kiếm những cái uh, video nào liên quan đến trường đại học Harvard này ha đó các bạn có thể thấy nè ví dụ như ở đây uh, ví dụ như ở đây ha uh, đó bạn có thể uh, kéo vào uh, lưu ý là bạn không nên dùng cái phần uh, có cái chữ i stock nha các bạn các bạn uh, tìm kiếm những cái hình ảnh nào mà uh, Vimeo thôi có cái vương miện ở đây nè đó ví dụ như cái uh, hình này đây uh, mình sẽ add Rồi bởi vì độ dài của video ban đầu của chúng ta nó chỉ kéo dài khoảng 7 giây thôi mà cái video mới này là 13 giây cho nên nó nó có một cái tính năng rất là hay đó là nó à, gợi ý gợi ý cái độ dài ở đây các bạn thấy một cái đường mà nó à, trắng đen mà nó kéo dài xuống đây á nghĩa là nó đang gợi ý cho mình và mình chỉ việc kéo ở đây thôi mình không cần phải quan tâm nó độ dài bao nhiêu ha cái cảnh này nó sẽ độ dài của cái cảnh này nó sẽ trùng với cái cảnh ban đầu của cái video này rất là dễ hiểu ha. Rồi à, cái tính năng chính ở đây á, tí nữa nó sẽ thêm ha các bạn. Cái này nó lót hơi lâu. Rồi ok, à, tính năng đây à, mình sẽ xóa cái ảnh cũ đi và mình sẽ kéo cái video mới sang đây cho bạn xem nè. Đó các bạn thấy cái cảnh cũ nó đã mất rồi đúng không? Thì à, bây giờ nó sẽ thay thế bằng một cái video mới nè. Đó nó sẽ Uh, có mô tả trường đại học và uh, Harvard ở đây. vậy right. uh, nhưng mà mình sẽ tập trung vào cái phần là uh, văn bản nha các bạn, chuyển giọng nói á. Thì các bạn thấy ở đây là nó có 5 cảnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cảnh nha các bạn. Thì uh, mình sẽ thêm cái file âm thanh, uh, bấm upload cái file lên, bấm vô phần route ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái mục file âm thanh. Rồi uh, file âm thanh ở đây mình sẽ tải cái file âm thanh lên. Rồi các bạn uh, để ý nè, ở đây uh, nó có sẵn cái nhạc nền mặc định ha. Uh, cái nhạc nền này nó hơi lớn cho nên là mình sẽ uh, xóa nó đi. Để tí nữa mình sẽ thêm lại tao ha. Đó mình đã xóa cái uh, nhạc nền rồi. Rồi khi tải file âm thanh lên á, uh, mình sẽ kéo uh, nó về cái dòng đầu tiên nha các bạn kéo cái thanh này nè về dòng đầu tiên tiếp theo đó, mình sẽ bấm vô dấu cộng để mình thêm cái file âm thanh ở đây đó các bạn thấy không cái độ dài của nó bây giờ nó đã à, khá là khớp rồi bây giờ mình sẽ bấm nghe thử nha còn những cái cảnh ở phía sau này nha thì các bạn hãy dựa theo cái chữ này để các bạn à, à, tìm cái ảnh minh họa cho nó hợp lý nha các bạn cái này mình sẽ không nói tại vì cái video mình cũng khá là dài rồi. Bạn uh, kiên nhẫn một chút để mình uh, chỉnh chỉ cho bạn cách để chỉnh sửa cái đoạn âm thanh này sao cho nó khớp với cái video này nha. Ok. Đại học Harvard từng công bố kết quả một nghiên cứu kéo dài 30 năm với người Mỹ ở nhiều tầng lớp xã hội, từ lao động tới thượng lưu. Theo đó, từ lao động đến thượng lưu, thì cái cảnh này á nó kéo dài đến cái đoạn này, vậy thì chúng ta sẽ đưa vô cái phần cái đầu nói giữa hai cái cảnh này nè chúng ta kéo dài nó ra tới cái phần này đó rất là dễ hiểu đúng không cái đoạn này nó đã có nè nhiều tầng lớp xã hội từ lao động tới thượng lưu theo đó ảnh hưởng vị thế của cha mẹ tới thế hệ sau vượt xa những gì chúng ta tưởng ảnh hưởng này đến từ nhiều yếu tố, không chỉ về tiền bạc mà còn bao gồm độ bền vững của hôn nhân, khả năng cảm nhân, khả năng cảm thông, mạng lưới xã hội và hiểu biết của cha mẹ. Đó thì cái cảnh này nó kéo dài cũng khá là xa cho nên chúng ta sẽ kéo dài nó đến cái đoạn này luôn. Đó. Rồi, tiếp theo, độ bền vững của hôn nhân, khả năng cảm thông, mạng lưới xã hội và hiểu biết của cha mẹ một kết quả đáng chú ý nữa là điều kiện gia đình ảnh hưởng lớn tới khả năng tốt nghiệp đại học của một người. rồi mình sẽ kéo dài đến đây. đó chỉnh sửa rất là đơn giản các bạn. ảnh hưởng lớn tới khả năng tốt nghiệp đại học của một người. nếu bạn lớn lên trong gia đình thu nhập cực thấp. đó thì thật ra cái đoạn file audio lúc nãy mình chỉ chuyển có một khoảng thôi mình chỉ chỉ một phần thôi đó. thì uh, mình nói sơ qua về cái cách để cho bạn biết là chỉnh sửa sao cho cái cẩm và cái file âm thanh này đó, nó được tốt với nhau ha rồi như vậy là xong rồi uh, rất cảm ơn các bạn đã uh, xem cái video này nếu như các bạn thấy uh, cái video này của mình hay đó, thì các bạn hãy nhấn vô nút đăng ký và đừng quên cho mình một like ha cảm ơn uh, các bạn các bạn muốn sử dụng tài khoản in video miễn phí từ mình thì hãy viết vào đường link bên dưới để đăng ký dùng thử tài khoản này.